bệnh Phụ sản Hà Nội thì chúng tôi cũng đã có một cái đơn vị điều trị Covid. Hiện chúng tôi thì thống kê những cái bà mẹ mang thai mà điều trị tại bệnh viện chúng tôi thì tới 78% là chưa tiêm một mũi vaccine nào. Thế và trong số mà thai phụ ở cái mức độ chuyển thể nặng, thể trung bình thì cũng tới 99% là không tiêm vaccine. Chính vì thực tế đó thì chúng tôi cũng mới đưa ra cái khuyến cáo cho các bà mẹ mang thai như sau. Đối với bà mẹ mang thai thì chúng tôi khuyến cáo là đi tiêm phòng càng sớm càng tốt, ngay từ khi mà thai của các bạn đủ được 13 tuần. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đã có bằng chứng rất là rõ ràng về cái việc là nếu như tiêm phòng thì nó sẽ tránh được các cái thể nặng của Covid nếu như chẳng may chúng ta bị nhiễm. Thế và cái độ an toàn của vaccine đối với bà mẹ mang thai thì cũng đã được kiểm nghiệm. Thế và nội dung thứ hai là liên quan đến khuyến cáo với các bà mẹ mà mang thai chẳng may bị nhiễm Covid thì chúng ta sẽ liên hệ ngay với y tế địa phương. Y tế địa phương là y tế xã phường mà tại nơi của chúng ta cư trú thì y tế địa phương sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái nơi để chúng ta sẽ đi điều trị tùy theo tình trạng bệnh của bản thân cái bà mẹ mang thai đó. Chúng ta lưu ý là tuyệt đối các bà mẹ mang thai thì chúng ta không tự ý điều trị Covid tại nhà. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang thấy là cái tình trạng các bà mẹ mang thai trong gia đình thì không phải chỉ một mình và những người khác trong gia đình cũng bị nữa, và chúng ta đã cùng là tự theo dõi tại nhà. Với những người tiêm phòng vaccine đầy đủ và không mang thai, không có bệnh nền thì tự theo dõi tại nhà được, điều trị tại nhà được. Nhưng với cái trường hợp mà bệnh nền và bà mẹ mang thai thì chúng ta lưu ý là không tự ý điều trị tại nhà. Đặc biệt là bà mẹ mà có thai mà chưa được tiêm phòng vaccine thì chúng tôi cũng khuyến cáo là các cái diễn biến của bà mẹ nó rất âm thầm và nó sẽ nặng lên vào thường là vào ngày thứ 5 và ngày thứ 7. Do vậy là nếu chúng ta tự điều trị ở nhà chúng ta sẽ không theo dõi được các cái diễn biến của nó. Thế còn chúng ta phải liên hệ với cơ sở y tế luôn để chúng ta sẽ đến cơ sở điều trị. Cơ sở điều trị sẽ theo dõi các cái diễn biến của bệnh lý trên chúng ta, cũng như là tại cơ sở điều trị các bệnh viện thì còn có các xét nghiệm để theo dõi những cái diễn biến âm thầm ở trong cái cơ thể của bà mẹ mang thai, để khi mà có dấu hiệu về tiến triển của bệnh thì sẽ có thuốc để điều trị ngay, khống chế được các cái thể nặng có thể xảy ra. Rất mong là một số thông tin như vậy sẽ giúp cho các bà mẹ mang thai của chúng ta có được những cái kiến thức cơ bản để chúng ta phòng chống được bệnh lý của Covid trên thai phụ, cũng như là nếu như chúng ta chẳng may bị mắc thì chúng ta cũng giảm được những cái diễn biến nặng để an toàn cho mẹ và an toàn cho con. Xin cảm ơn các bạn.